Dạ hello em xin chào cô chú anh chị yêu hoa lan trên toàn quốc nha Em sẽ chia sẻ thêm cho cô chú anh chị mình Và cái mặt hoa cái laser, các lây da sưu tầm Để cô chú anh chị mình có thể cùng xem và cùng sưu tầm nha Đầu tiên em sẽ có một cái hướng cắt giống cây 158 màu gạch tôm 158 màu gạch tôm Cây này thì hiện tại là hướng giống Hướng có khai thác rồi cô chú anh chị mình ha Đây À, hướng có khai thác nhưng mà hiện tại là nó đang còn hai măng đang lên như thế này đó một măng nè một măng nè bên này một măng nữa nè và hướng này thì em trồng á rẻ nó đã bám chậu rồi à, cô chú anh chị mình có thể là sưu tầm về lấy giống chơi cũng khá là ok à, nói chung là hướng giống cho nên thì lá đồ nó cũng hơi xấu một chút xíu đó thì em sẽ chia sẻ với giá giống là nguyên cái phần này luôn à, giá em chia sẻ cho cô chú anh chị mình là à 300 à 300 à, 300k em bao ship đó 300k thôi em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Một cái cây rất là đẹp nha, màu cây 158 màu gạch tôm. Nói chung là hướng giống giá giống đó. Giá chỉ có 300k thôi cho nên là à, chị hướng như vậy thôi. Cô chú anh chị nào mà cảm thấy chấp nhận được thì mình liên hệ với em theo số điện thoại là bảy Nói chung thì cô chú anh chị mình theo dõi nhiều mình cũng biết rồi, những cái cây 158 á mà đa số thì giá nó đều cũng khá là cao. Đó, thì chỉ có những cái hướng giống như thế này mới có giá thấp để cho cô chú anh chị mình có thể sưu tầm thôi. Thì cô chú anh chị nào mà mình yêu thích những cái mặt hoa này á nhưng mà kinh tế của mình hơi eo hẹp một chút xíu thì mình có thể là cân nhắc vào những cái hướng này. Đó, cái này thì về trồng cũng khá là ok rồi đó Tại vì hiện tại nó đang lên hai cái măng cũng khá là đẹp nè cả nhà Đó cả nhà thấy không hai cái măng rất là đẹp luôn Nhưng mà em chỉ chia sẻ với giá là 300k thôi Tại vì cái hướng này vừa là hướng giống mà lá nó cũng không được đẹp Đó cái này thì mình sẽ trồng lên và mình lấy lại những cái thân này nè đó Khi mà nó lên tầm 3-4 thân gì đó là cả nhà có thể là tách riêng ra trồng riêng ra Thì nó sẽ đẹp mình là lại sẽ có một cái chậu đẹp ha đó à, 158 gạch tôm nha cả nhà hướng này thì khá là ok rồi đó em chồng rễ nó bám chậu rồi á bám chậu rồi nha cả nhà à, 300k thôi em bao ship luôn rất là đẹp ha rồi à, tiếp theo ở đây em có 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 một cái hướng này cây mã sổ 50 mã sổ của đài cây này cũng khá là đẹp hướng này thì nó sẽ là hướng sau tại vì hôm trước cái hướng đầu em tách ra em chia sẻ đó cả nhà đây nè Hướng này thì hiện tại nó là ba thân, ba thân phía sau trong chậu. Cái thân đầu tiên này thì em đã khai thác rồi nha. Đây nè, khai thác rồi nè cả nhà. Đó, bên này cũng có khai thác rồi nè. Đó. Còn lại hai thân sau này thì chưa khai thác nha. Đây mắt ngủ của nó đây nha cả nhà. Đó, mắt ngủ của nó nha. Đó, bên này mắt ngủ của nó đây nè. Đó. Đây, mắt ngủ của nó ở đây. Đó. Hai thân sau là nguyên zin nha. Hai thân sau nguyên zin nha cả nhà. Đây, hai thân sau là hai thân nguyên zin. Còn thân đầu này thì đã khai thác rồi Cái phần này em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình lấy giống Với giá là 650 ngàn thôi Em bao ship một cái cây cực kỳ đẹp nha cây này bông của nó phải nói là rất rất là đẹp đó rất là đẹp luôn giá như thế này thì rất là dễ cho cô chú cô chú anh chị mình sưu tầm lấy giống luôn đó những cái hướng như này á về cô chú anh chị mình cứ treo lên và để như vậy thì tự nó sẽ lên măng thôi nha cả nhà tại vì cái này á đằng trước đã khai thác rồi thì măng để duy trì cái nòi giống của nó nó sẽ tự lên măng ở những cái thân sau đó à, hướng khỏe đẹp đã có sẵn trong chậu luôn đó, đang nằm sẵn trong chậu rồi ha Chỉ với giá 650 ngàn Đó Nguyên một cái hướng ba thân sau này Em chỉ chia sẻ với giá Bằng một, một, một nửa giá Của cái hướng hai thân đầu dinh hôm trước Em chia sẻ thôi Đó để cho cô chú anh chị mình có thể sưu tầm được lấy giống đó tại vì nhưng mà cô chú anh chị mình sưu tầm những cái hướng giống như này thì mình sẽ phải chấp nhận là à, mình sẽ không có được những cái hướng À, đẹp mắt ngủ này kia nó đầy đủ như là cái hướng sưu tầm à, như như là cái hướng đầu nha đó bắt buộc là như vậy nha cả nhà đó giá rẻ thì luôn luôn sẽ phải có những cái hướng như này đó đây là những cái hướng sau em đã khai thác một thân này đây là cái thân này nè thân này là thân khai thác nha hai thân sau là em chưa khai thác nha cả nhà đó sáu trăm năm thôi rất là đẹp cho cô chú anh chị mình luôn rồi à, tiếp theo ở đây Um, có một cái hướng D6 số 2 D6 số 2 Cái này thì là một thân đầu zin luôn D6 số 2 thân này em chia sẻ với giá là 650 ngàn Đây một thân đầu zin nha Thân này thân lớn nha cả nhà Đây ờ, cô chú anh chị mình có thể xem và tham khảo ha Một thân đầu zin mắt ngủ đầy đủ Và cái thân này em mới trồng thôi Đó mắt ngủ à, rễ nó đã bắt đầu và bám vào chất trồng rồi nè cả nhà Đó đây ha rễ nó đã bắt đầu bám vào chất trồng Đó cái này là mới trồng nha, cô chú anh chị mình lưu ý giúp em, mới trồng. Đó. À hướng to khỏe 650.000 cho cái cây D6 số 2. D6 số 2 cũng là một cái cây rất là đẹp trong cái dòng D6, nó là dạng hoa màu cam sọc, hoa màu cam sọc. Tiếp theo ở đây em có một cái hướng H lai tướng. Cây này là cây H tướng đỏ cam, H tướng đỏ cam. Hướng em chia sẻ là hướng hai thân đầu nguyên dinh hai thân đầu nguyên dinh hướng này em chia sẻ với giá là 850 trăm năm em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn 850 trăm năm cho cái hướng hai thân đầu Hắc lai -like tướng đỏ cam như thế này đây mắt ngủ đầy đủ nha cây hắc tướng đỏ cam này thì nó có tới ba mắt ngủ nha cả nhà đây ngay phía này nè thân sau phía này là hai mắt ngủ và bên này thì nó đã lên thân rồi đó thân 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 tơ này cũng vậy thân tơ này ở đây có hai mắt ngủ bên này có một mắt ngủ nữa là ba mắt ngủ đó. À cái hướng cái hướng à, à H tướng đỏ cam này á hai thân nguyên zin thì em chia sẻ với giá là 850 000 em bao ship cho cô chú anh chị mình. Cây này rất là đẹp nha. Cây này lúc trước em có chia sẻ được một chậu, em tách ra em chia sẻ cũng khá là nhiều cô chú anh chị mình hỏi em. Đó. À, cô chú anh chị nào mà xem lại cái video này á thì mình có thể là liên hệ lại với em nha, tại vì đợt trước nhiều cô chú anh chị mình gọi điện trực tiếp á mà cũng thời gian lâu rồi cho nên giờ em cũng không nhớ rõ là ai hỏi em. Đó, cho nên là cô chú anh chị mình xem được thì mình vui lòng là liên hệ lại à qua số điện thoại hoặc có thể nhắn tin qua Zalo của em nha cả nhà. Đó. Hắc tướng đỏ cam chỉ với giá 850 ngàn thôi Rồi và ở đây em có một cái hướng hắc tướng mặt quỷ nè Hắc tướng mặt quỷ hướng này á Hôm nay em sẽ sale cho cô chú anh chị mình lấy giống Tại vì hướng này á Đợt trước á là cái hướng này á cả nhà Thì hiện tại bây giờ á Là nó lên là gọi là hai thân này nè Nó lên nó bị thục hẳn luôn đó nhưng mà cái này bắt buộc là cô chú anh chị mình sẽ phải à, lấy lại những cái mắt ngủ ở cái thân con này thì nó sẽ lên từ cái thân thứ hai này nè thì nó sẽ mạnh hơn đó tại vì do lúc trước á, cây này là em chia sẻ hướng một thân đầu á cái anh khách ảnh ảnh chốt này kia xong cả nhà tới hồi gửi ra cái là khóa máy không nghe điện thoại đồ này kia thành ra là hoàng cây về hàng về thì nó bị mất sức cả nhà đó em em trồng lại thì nó 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 lên cả hai măng như thế này luôn mà do nó bị mất sức cái nó lên có tí xíu như đây cái nó đứng thân luôn đây cả nhà xem nè nó chỉ lên được nhiêu đây thôi cái nó đứng thân luôn đó nhưng mà hiện tại bây giờ nó đã đã đã, đã sưng mắt ngủ lên rồi nè cả nhà đó đây đó cả nhà thấy cái mắt ngủ của nó đây đây nó sưng mắt ngủ lên rồi nè đó cái này là nguyên dinh hết nha đó tuy là nó lên có một tí xíu này thôi nhưng mà mắt ngủ nó đầy đủ và cái hướng này em đã trồng lại nó ấm chậu rồi nha cả nhà đây cả nhà xem nè đó, hướng trồng ấm chậu rễ đi khắp chậu rồi nha đây đó, rễ nó bò khắp chậu rồi nè cả nhà đó cái này là à, do cây gửi đi xong rồi bị gọi thẳng ra là bị bom mất cả nhà đó à, thì nói chung á là à, buôn bán mà thì đôi khi nó cũng xảy ra một vài vấn đề gì đó đó nói chung là em gửi hàng mà em gửi COD cho cô chú anh chị mình đó đã là một phần thiệt thòi cho em rồi đó tại vì có nhiều khách đó khi chốt thì nói rất là hay luôn cả nhà nhưng mà tới khi cây giao tới tự nhiên không có vấn đề gì hết nếu mà ví dụ như cây có vấn đề gì á thì cô chú anh chị mình nói em hoặc là À, mình trả hàng này kia thì cái đó là chấp nhận nó là lỗi bên vận chuyển và à, em phải chấp nhận đó và cũng có một phần lỗi của em còn à, cô chú anh chị mình chốt đơn rất là đấy này kia xong tới hồi gửi thì tự nhiên là à, tắt máy khóa máy không nghe rồi luôn đó thì cô chú anh chị nào mình cảm thấy à, thật sự muốn siêu tầm thì mình liên hệ còn nếu mình không muốn siêu tầm thì mình bỏ qua mình à, xem mình à, có thể là tìm hiểu hoặc là mình mình xem giải trí thôi cả nhà đó chứ à, cả nhà làm như vậy thì cũng không tốt lắm đó cũng ảnh hưởng tới nói chung là vừa ảnh hưởng tới em vừa ảnh hưởng tới shipper nữa khi mà shipper giao hàng tới mà anh chị gọi anh chị không nghe máy đồ này kia hoàng cây về shipper cũng không được tiền 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 giao trong cái đơn hàng đó đó thì cũng vừa ảnh hưởng em vừa ảnh hưởng bên super nữa cho nên cô chú anh chị mình thông cảm đó à, mình giao lưu vui vẻ chứ cũng không không phải là um, à, kiểu là à, đặt đồ này kia cho nó vui cả nhà đó thì à, ở đây cái hướng này á đó tình trạng em đã báo như vậy cho cô chú anh chị mình rồi ha cái này á là hướng nó đã ấm chậu và hướng này là hướng to khỏe nha đó nó đã ấm chậu rồi do là đó tình trạng là do như vậy nó là hướng một thân đầu nè cả nhà xem nè thân lá to khỏe cái cần bông nè đó cần bông nè thân mẹ nó rất là to nhưng mà do là à, đưa đi xong rồi đưa về lại nó mất thời gian quá là lâu á cái hướng này là cái anh ngoài bắt anh chốt lận đó đưa gửi ra tận ngoài thái nguyên á cả nhà đó xong rồi lại bị hoàng về lại mất hết mấy ngày trời đó à, khi em gọi thì cứ nói là hẹn ờ, ngày kia ngày kia nhận đồ này kia nhưng mà tới khi bưu tá gọi là không bắt máy nghe bưu tá kêu là đem hàng tới là tắt ngang luôn cả nhà đó thì thành ra là gửi về lại nó hơi bị À, vấn đề nó xảy ra như vậy đó nhưng mà cái này là mắc ngủ đầy đủ hết cái này là em chia sẻ cho cô chú anh chị mình có thể lấy giống được đó à, với giá giống là 900k cho cái thân này thôi đó 900k cho cái phần này nếu một thân đầu nguyên zin đó một thân đầu nguyên dinh lúc trước em chia sẻ thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi giá nó phải dao động từ tầm một nghìn ba một một hướng cây này em chia sẻ khá là nhiều và em cũng nói trên video khá là nhiều về giá cây này rồi thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi ha đó à, thì bây giờ cái cây này tình trạng nó như vậy nó tình trạng là hiện tại á là nó lên hai cái thân nó chỉ ngắn như vậy thôi đó nhưng mà mắt ngủ đầy đủ ok rễ đã bám và rễ con rễ tơ ở cái thân tơ thân thân non nó đã xuống rồi nè đó và hiện tại em sale giá luôn 900 900k 900k thôi đó coi như là sale mạnh cho cô chú anh chị mình luôn 900k xả xuôi đó cô chú anh chị nào cảm thấy yêu thích cái mặt hoa này thì mình cứ liên hệ với em chỉ với giá 900k cả nhà đã có một cái cây cực kỳ đẹp nha đó, cây cực kỳ đẹp đó cô chú anh chị mình thông cảm là cái cây này em nói hơi bị nhiều về cái vấn đề đó nha nhưng mà em xin trình bày luôn để cô chú anh chị mình hiểu về đôi chút đó rồi à, trong cái video hôm nay á, em chia sẻ vài cái mặt hoa cái da sưu tầm như vậy đây gồm có 2, 4, 5 cái mặt hoa này. Cô chú anh chị nào yêu thích mặt hoa nào thì mình cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại hoặc có thể là nhắn tin qua Zalo cho em. Rồi em xin chào.